Vợ chồng chia tay nhau có nên bước thêm bước nữa không? Không. Cái lời thẳng thắn vậy câu tôi là được rồi. Vòng vo chi cho nó mệt thì nghe không? Bây giờ nhiều đứa hỏi bị gánh bao nhiêu năm nay á, nặng không? Giờ buông cái gánh nó xuống, đi lượm cái gánh đến kia làm chi nữa. Buông đây không phải là mình đi bỏ cái gánh đó, vì mình đã lỡ tạo cái gánh thì bản thân mình phải gánh cả cuộc đời. Nhưng giữa chừng người ta bắt mình phải buông gánh xuống, bắt mình buông thì mình buông. Tôi không có chạy, tôi có trách nhiệm. Tôi lỡ tạo ra là tôi khổ cỡ nào tôi cũng chịu đựng. Tôi làm vợ ông hay là tôi làm chồng bà, đúng không? Là tôi khổ cái nào tôi cũng chịu đựng, vì tôi đã tạo ra thì tôi có trách nhiệm mà. Hết cả cuộc đời tôi là chấp nhận chịu đựng được hết trơn, sống mọi hoàn cảnh đều tốt đẹp để tu hành cầu giải thoát. Nhưng bây giờ ông quyết định ông bỏ tôi thì thôi, suy nghĩ kỹ đi. Bỏ phải không? Kỹ chưa? Quyết định bỏ phải không? Ổng á, mình hỏi ổng á. Tại đây, ở đây mấy bà nhiều quá, mấy ông này ít quá. Thì bây giờ mình nói gì mấy bà đi. Bây giờ mình đi học Phật rồi, mình học đạo rồi, mình chung thủy. Dù mình có gặp thằng chồng lũ đạn, mình cũng phải sống với nó à. Dù cỡ nào cỡ lũ đạn nhưng mà cũng sống được thời gian rồi. Cũng quen với trái lũ đạn này à. Bây giờ bỏ lũ đạn này kiếm lũ đạn khác làm chi? Thấy không? Cuộc đời con người ta nói câu đừng có chánh vỏ dưa mà gặp vỏ vỏ dừa. Giả như thuộc bài luôn, hiểu không? Thôi có vỏ dưa cũng được rồi, đụng vỏ dừa cứng hơn nữa, hiểu chưa? Nên á bây giờ mình chung thủy, mình học đạo mình càng chung thủy hơn nữa. Chứ mình đừng có nghe ai nói là chồng của mày vậy, mày đẹp vậy mà chồng mày vậy. Mày mà bước ra bao nhiêu thằng được nó hước mày. Nó thôi bà ơi bà, hước gì? Nó càng hước thì nó càng khổ chứ có sung sướng gì đâu. Thân phận đàn bà mang tiếng mang tay. Thôi, chờ giao cửa nào thì hưởng cửa nấy đi. Thấy không? Nó, củi khô dễ nấu mà chồng xấu dễ xài. Nói câu chấp nhận á. Thấy không? Người ta có phước có phần được sao thì người ta hưởng gì? Còn mình thì phước phần mình kém, mình được sao hưởng gì? Nhưng mà đến lúc nó bỏ mình, nó quyết định nó bỏ mình, nó đuổi mình, nó bỏ mình thì thôi. Thấy không? Thì thôi. Thì từ hôm nay sống vậy để mà nuôi con, để tu hành đi. Đừng có bước thêm bước nữa nghe. Gánh đi chùa cho nó ngon lành. Ngày xưa còn chồng thì đi còn hỏi tới hỏi lui, nó cho đi mới được đi, không cho đi nó về nó quýnh cho gãy giò. Bây giờ không có nói mà đi cho nó thoải mái, đi chùa tu thoải mái, lâu lâu nghỉ nguyên tuần vô chùa tu luôn thử có được không, hiểu không? Vậy thì ngon quá, mấy bà đi kiếm thêm cái gánh khác làm chi, chấp gánh làm chi ạ? Những đứa nói cái gánh nó mà cha mẹ tạo cho mà nó còn gãy kìa, chứ đừng có chi là cái gánh của mình đi chấp nói. Cái gánh chấp nói nó không có gì lâu dài đâu, nó thường ngắn hạn lắm, nó gãy liền bây giờ. Đừng có đi chấp làm chi mất công. Không có cái gì mà trong cõi đời này mà đã nam nữ nó lạ đâu. Nó cùng một đồng loại mà lạ gì? Nó có lạ đâu. Thứ gì nó cũng chán hết trơn. Hiểu không? Cứ mà sống như vậy mà lo tu đi. Cuộc đời còn lại mà lo tu. Hiểu không? Vậy là yên quá rồi. Bước thêm chi? Thấy không? Gặp cái thằng nào mà lỡ mà nói này nói kia, mình quay qua mình nói yên. Để tôi yên. Thì muốn tu muốn gì? Trời thấy ghê trời. Làm gì thấy ghê vậy? Tôi không thích nói mấy chuyện cái câu đó nghe chưa? Đùa với tôi á. Thôi lại bà tôi đi. Lúc đó mình cũng mắc cười quá chết luôn. Hiểu không? Nó có khi á, mình xa chồng mình, nó lúc mà mưa gió được, con dê hai cẳng nó đứng ngoài cửa, nó kêu sùm. Ê.
Lúc đó mình kéo màn còn thấy con dê ướt mình. Đứng ngoài mưa ướt mình chứ. Lúc đó mình thấy mình tội nghiệp, mình nói dê về đi con. Nó đứng nó kêu hoài. Một chút mình thấy tội nghiệp quá, mình lấy cái dù mình ra mình che nó, mình kêu nó vô nhà. Rồi xong luôn. Con dê này ghê lắm. Hiểu không? Thôi, mấy cái bà mà có chồng rồi mà lỡ chồng bỏ chồng chê đó, mấy bà niệm Phật sanh cực lạc đi. Chứ mấy bà đừng có chấp nói làm chi. Sau này nói chứ dạy con cũng khó lắm. Dạy con cũng khó lắm. Còn lỡ dính rồi thì thôi cũng cố gắng mà tu. Còn mấy bà mà chưa có dính thì đừng có dính. Còn mấy bà mà lỡ dính rồi thì thôi số phận, phải chịu thôi. Nghe không? Chứ bây giờ sao bây giờ? Mãng nào cũng được, nhưng mà tốt nhất thì chưa dính thì đừng có đi tìm mà dính. Còn gặp nó tìm tới thì mình hét hò cho nó chạy mắt dép đi. Không có những cái loại nghiệp á mà mình phải hét hò nó mới chạy. Nhất là cái loại nghiệp con dê hai cẳng. Phải hét hò, phải la lối được nó mới chạy. Hiểu không? Mà nó ghê lắm, nó cũng không có đơn giản. Nó cũng lì lợm lắm. Mình la đầu này nó lại đầu kia nó đứng. Rồi nó đứng ở lề đường, nó đứng ở ngoài chỗ vắng vẻ, nó đứng ở gốc cây mít, nó đứng tá lả ở bên, nó đứng tờ á, sao mà mình đi đâu cũng thấy nó đứng. Rồi có khi buổi trưa nắng nó đứng ngoài nắng, nó canh mà nó làm cái mặt tội nghiệp á, nó đứng giết cho mình cảm động mà. Con quan gia nó kỳ lắm, nó theo mình, nó làm cảm động. Ban đầu nó dùng lời ngọt ngào, từ từ nó dùng bộ mặt buồn bã, khổ đau. Rồi từ từ nó bỏ ăn, bỏ uống cho nó ốm ho gầy mòn. Nó làm đủ cách để mình thấy mình tội nghiệp nó. Cái con quan gia nó không phải đơn giản. Vậy mà khi mình đem nó về nhà rồi, nó mới lôi ra là nó là quan gia. Nói tôi không ngờ anh á, bao nhiêu ngày tháng anh theo đuổi tôi, anh nói bao nhiêu lời đường mặt như vậy mà bây giờ anh lại chỗ ở bộ mặt này. Nó nói thì tao là quan gia. Hiểu không? Nếu là quan gia mà tao không dụ mày thì làm sao là quan gia? Mày phải chi mày cứng tâm cứng trí thì đâu có cái chuyện này xảy ra. Nên tao phải đi tìm mọi cách, tao phải đi hỏi Gia Cát Lượng, tao phải bài binh bố trận để tao phải túm gọn mày. Bây giờ tao túm gọn được mày rồi thì tao mới là quan gia. Chứ không lẽ lúc tao lỡ tao tìm mày, tao ghi trên chữ trên trán là quan gia. Nếu tao ghi chữ trên trán là quan gia thì mày chạy rồi. Tao phải nói chuyện ngọt. Không, mày thấy không? Nhiều con quan gia nó gặp không? Bây giờ mà quý vị có chồng, gặp nhiều người chồng mà nó đánh đập không? Ngày xưa nó đâu có đánh đập. Ngày xưa nó mới đến nó nói chuyện ngọt xớt. Em, để anh làm cho. Anh làm hết chuyện luôn. Em mà lấy anh là cái như cuộc đời của em không động móng tay nữa đó. Nhưng anh làm việc hết trong nhà, việc gì anh cũng làm. Mà lúc nó lỡ nhà nó làm ghế, nó làm kinh khủng luôn. Mà mình mà cái khi mà mình dán cửa sổ mình nhìn, mình thấy nó làm mà mình tội nghiệp. Trời ơi, nó bự củi, nó vũ rơm, nó vác lúa nó làm, nó gánh nước nó làm, quá trời làm. Vậy đó mà khi nó đem về là nó quinh. Ghê chưa? Cái này không có đơn giản. Nên ngày xưa biết gì sao á, mà vợ chồng người ta cưới nhau mà nó ít chia tay không? Tại vì cái làm ghế 3 năm. Cái làm ghế 3 năm. Bởi vì người xưa người ta thông minh, muốn cưới con gái người ta phải làm ghế 3 năm. 3 năm đó là, quý vị biết 3 năm gì không? 3 năm đó là 3 năm biết được cái thằng này có thật hay không. Nếu cái thằng dởm là chưa được năm nó chạy mất dép. Còn cái thằng thật thì được gán 3 năm nó làm ghế chứ sao. Mà bây giờ làm ghế 3 năm cực muốn chết mới được con vợ. Không lẽ bây giờ mình cưới con khác thêm 3 năm nữa hả? Nên cái khó khăn, cái khó khăn nó đâu có bỏ, đâu có chia tay. Hiểu chưa? Nên ngày xưa người ta nói cái chuyện ly dị là người ta lạ lắm. Ngày xưa mà cái thờ ba mẹ như Đức thôi, mà nói cái chuyện mà chia tay ly dị là cái chuyện này nó quá lạ. Tại vì sao? Vì làm ghế 3 năm là bữa củi đồ gánh nước muốn le lử, mới có được vợ. Nên cái chăn quý khi được con vợ mừng muốn chết. Ai mà dám bỏ vợ? Nên sống tình nghĩa mặn nồng, nó chịu 3 năm đó, nó tạo ra cái phước duyên của đôi vợ chồng. Còn bây giờ nó cứ dễ quá.
Bây giờ mình đem cái thằng rể về mà là cho nó làm rể nhà mình 3 năm, 3 năm mới dựng sanh 3 đứa con. Chứ đừng có nói làm rể, ngày xưa con gái nó ghê lắm quý vị ơi. Mình lỡ mà làm rể nhà nó cho nó không bao giờ gặp mình đó. Nó đem đồ ăn là nó kêu người khác đưa cho mình ăn chứ nó không lỡ đưa. Mà lâu lâu mình kêu nó lỡ ngồi nói chuyện câu hay câu nó không. Cái nào cưới đều tính. Ghê không? Nó không đơn giản. Còn bây giờ là nó có điện thoại. Bây giờ mình ở trong nhà nó không gặp mình bấm nhắn tin qua nhắn tin lỡ. Thấy không? Cờ kiểu đó nó nguy hiểm. Đó, quý vị thấy cái thời cuộc bây giờ là do gì nó hư là do cái phương tiện, điều kiện, tiện lợi quá nên dễ hư. Còn ngày xưa khó lắm. Ngày xưa mà ví dụ như mình hẹn hò gì bằng đêm mà đi chó vượt thấy mộ. Đường xá vắng vẻ, chó vượt. Ghê lắm. Chó sổ ta hay rồi. Bác quýnh thấy mồ mình luôn. Đâu có dám. Thầu ô quen bồ bịch mà đi bằng đêm, chó vượt thấy mồ luôn. Chạy. Hồi xưa có lặng như đứa quen nhỏ nó bên sông. Chậu đi ngang cái cầu khỉ. Cầu khỉ nó gung qua gung lại mà đi ngang cầu khỉ. Mình đã sợ rằng mắc cười quên chết. Mà con chó bên đây nó sủa mình, mình chạy qua bên kia. Con chó bên kia đứng ngay cái con ngay cầu nghĩ ngay chặn đường. Chậu mình nói mình gặp nhau bạn gái là mình không mình cung bằng chết. Gặp rồi đó không còn cái tâm trạng gì đó chứ. Vì chó vượt không còn cái tâm trạng gì nói chuyện. Vừa gặp cái thôi chào em tôi về. Trời ơi, mỗi lần gặp em mà chó vô muốn chết. Vậy đó nghe, mà đi ngang cái cầu khỉ giữa cầu chợt chân té xong. Té xong cái chùm lội lên cái gì mình mãi ướt nhẹp. Về gặp thêm ông già ba như đức quýnh cho chạch nữa. Cái thứ gì đâu. Mày là tới quỷ mai bằng đêm không? Đi đâu mình mấy uống chè. Trời ơi, đúng là nó khổ tới ghê. Đêm hôm mà đi mà té xong nữa chứ. Đã sợ ma rồi mà té xong. Thì thấy khổ ghê chưa? Đúng là ông kể chuyện thôi mà nó cười muốn ăn chết chà không biết. Nói về tới à đúng, mệt quá. Trời ơi. Bởi vì mấy cô Phật tử nói mà từng nào chủ nhật mà tôi không về là bố đó chắc chết được á. Giống như kiểu này giết giống ghiền hấp phiện ấy vậy. Ghiền xì ke. Đúng không? Nó ghiền xì ke thì nó làm cho mình ốm ho gầy mòn. Còn nó ghiền Phật pháp thì nó giúp cho bị trẻ trung và đẹp. Ghê không? Hay không? Mình ghiền Phật pháp nó hay lắm quý vị. Tuy là cái cách nói chuyện đơn giản gì mà nó dẫn dắt quý vị. Nó làm cho quý vị giống như quên hết những cái nỗi khổ trong cái gia đình quý vị. Rồi nó làm cho quý vị một tuần chủ nhật nó tích tụ nguồn năng lượng. Rồi quý vị thấy ủa sao mà nó đơn giản quá mà sao mà nó cười, nó vui gì, nó thoải mái dữ vậy ta. Hiểu không? Hiểu không? Đó, đó, đó. Mà cái này nó sinh ra là từ đâu quý vị biết không? Niệm Phật à. Từ niệm Phật mà nó sanh ra. Thấy không? Những đức nói hương linh bây giờ là chắc cừ te tu tả tơ. Thiệt á, cừ dữ lắm. Nãy giờ mình cừ dữ quá. Thấy không? Quý vị cừ đến mức mà tứ đại giai không à. Ôi có cái bà kia mà những đức giảng mà bà cừ đến mức mà tóc tai bà xù xuống. Mà khi quay phim lên mạng á, bà hỏi bà cái người này là ai. Cái bạn kế bên nói bà chứ ai chào không. Cười gì mà tóc tay gì mà xù xuống tới ghê. Tại vì tóc bà nó ngang 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 gì nè, bà chảy lên. Xong bà cười một chút nó xù xuống.
sao trước gì nó quắn lại, nó sụ xuống, quay phim lên mà hỏi ai, đây là ai, nói bà chứ ai, cười đến mức vậy đó quý vị. Cười kinh khủng luôn. Có cái bà kia bà đi đến chùa, bà nghe những đức giảng mà lăng nào bà đi đến bà cũng đánh kem nhiều lắm, đánh kem nhiều dữ lắm, một tạ kem nhá, rồi bà tha son đỏ chói cái miệng. Rồi bà mà những đức giả một chút bà quá cười, bà cười một chút cái đầu mồ hôi nó chảy có đường, có đường thành sọc 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 sọc, tại vì da mặt trong đen mà ở ngoài thì kem nó trắng, nên bà cười một chút cái đầu mồ hôi nó phát từ ở trong nó phát ra, thì mồ hôi nó đi từ lỗ chân lông nó ra thì bắt đầu nó bung ra khỏi kem luôn, thì bắt đầu là cái đường mồ hôi nó chảy theo cái đường nào mà lỗ chân lông nó đi, đường tàu ô quay phim lên nhìn cái mặt bà hết nói nổi luôn, bị gan cái bánh bao chiều. Còn bà cười một chút bà quên á, miệng mồm bà lấy tay bà chùi son á. Bà chùi son, bà chùi trời, bà chùi dính vậy nè, nó lên xuống lên xuống, mà cái miệng bà chùi trung bình thì nó vậy thôi, mà gặp cái miệng bà đó bự nữa, rồi bà quẹt một chút nó bung lên, cuối cùng cái miệng nó giống như bà dảnh lên. Tội tội thế ghê vậy đó. Cuối cùng quay phim lên một lần, một từ đó sao bà không dám đánh kem đến chùa mình luôn. Bà nói biết rồi, cái môn giảng của ông thầy này nó giống như nó nổi hết con người mình ra luôn, nó làm cho mình là bung hết ra luôn. Từ đó về sau bà không dám nữa, bà lợi chùa mình là bà không dám trang điểm luôn. Mà từ khi bà nghỉ trang điểm luôn, bà mới thấy bà sung sướng, bà thấy bà sung sướng. Rồi bắt đầu bà để tự nhiên, rồi bây giờ bà lợi chùa mình giết, bây giờ da mặt bà đẹp, đẹp thì là đẹp. Hay chưa? Quá hay, đúng không? Nà, mấy cô thấy không, khi mình ngủ mà mình dưỡng da mặt rồi này kia bị ngủ cũng khó, mà kem nó dính vô gối hôi hám, mà chưa giặt cái kiếm dán nó bò vô hôi lắm, đúng không? Mà từ khi mà không sức kem gì chứ ngủ đâu có dính gối. Mày thoải mái ghê, đúng không? Bây giờ dùng câu vật hiệu để mình tái tạo da, hiểu chưa? Dùng câu vật hiệu để tái tạo da lại, nó làm cho da mặt đẹp lại. Chứ sao, câu vật hiệu mà, câu vật hiệu nó phát từ tâm ra mà sanh tướng, và câu vật hiệu nó quá thiện, nên từ nơi đó mà làm cho tất cả tế bào của chúng ta nó được tươi mát, nó giúp cho những cái tế bào mà bị bệnh đau yếu ớt phát triển mạnh mẽ lại. Nên con người khi mà niệm Phật nó hừng hực nội tâm lên, và cái tâm thiện này nó phát đến mức cực điểm luôn, nó phát rộng ra tặng hư không biết pháp giới. Đó, tâm niệm Phật nó lớn vậy đó. Giỡn đâu, vì thấy không, cái tâm những đức ngày xưa chưa đi tu cái gì đâu, nghĩ mình không nghĩ ai đâu, nhưng mà niệm Phật giết bây giờ nghĩ cho người ta quá trời, nghĩ cho chúng sanh không, cực khổ cũng nghĩ cho chúng sanh, thấy chưa? Lên nói chuyện mà nói đủ cách làm sao cho người ta vui, nghĩ về người ta không à, quên chính mình. Có khi mà lên nghe lại mắc cỡ cũng chết. Lên giảng thì thôi mà giảng thì ghê quá, giống gì cũng nói được thì ghê quá, nghĩ gì người ta không, quên mất tiêu mình luôn. Lên nghe lại mới giật mình rỡn ốc. Do nghĩ gì người ta nên lên thuyết pháp ầm ầm đó, chứ không nghĩ gì người ta sao thuyết pháp. Vì thấy không, niệm niệm nghĩ gì người nên cảm với cái nguyện Phật. Mà khi cảm với nguyện Phật thì cái tâm của người mình và tự tánh mình nó hiển lộ tánh Phật ra, nên trí tuệ nó phát sinh, nên thiết hoài cũng được. Thấy không? Đâu có dám câu đâu, nói hoài luôn, mà càng nói mạnh. Thấy không? Rõ ràng chưa? Chứ gặp mà nó không gì người ta, nó nói một chút tới gần cuối cùng nói đâu có nổi. Quý vị thấy ca sĩ nó hát chừng hai bài thôi là mình sợ nó đứt hơn gì. Hát đâu nổi đâu, hát hai bài à, một bài hát có khi lên không nổi rồi đó. Vì mà những đức tiếng gửi rồi đó, vẫn đâu tiếng ầm ầm, thấy không? Người nó hừng hực, thấy chưa? Này đâu có đơn giản, này là do niệm Phật mà ra. Đó, quý vị thấy rõ ràng không? Những đức là do mót câu vật hiệu, chứ lên chánh điện đâu có được bao nhiêu. Mót câu vật hiệu, đi đứng nằm ngồi cái niệm Phật hoài à. Nó này, cái máy nghe pháp này nữa, díu âm tặng gì nè, pháp đẹp quá trời đẹp luôn, quá đẹp đúng không?
Cái máy nghe pháp này mà chứa 1000+ bài giảng trong đây. Mà nó làm máy niệm Phật luôn cũng được nữa. Nó làm máy niệm Phật nó cũng dễ xài. Nó dễ xài lắm. Nên khi mỗi một người chúng ta được có chiếc máy nghe pháp này thì mỗi người chúng ta nên trân quý. Nghe lớn lắm quý vị. Những đức nghe rất là lớn luôn. Mà có những điều niệm Phật luôn thì mình đeo máy niệm Phật cũng được. Nghe pháp mỗi lúc mỗi nơi cũng được. Đó. Thẻ trong nằm hết hoàn toàn, kính hết luôn. Nó thấy cái máy chất lượng ghê. Mà bữa đó là bên công ty người ta qua tới bên đây. Người ta qua tới bên đây luôn, công ty nước ngoài qua tới chùa mình luôn á. Chỉ 5-6 người. Đủ duyên có một cái anh này bên Hà Nội, ngoài Hà Nội á. Ảnh biết tiếng Trung rành vậy đó. Anh thấy chùa mình phát triển máy nghe pháp gì, anh kết nối hai bên đến máy nghe pháp. Nên nhà Đức đặt 3.000 cái. Ý 30.000 cái quên nó lộn. Đặt 30.000 cái. Là cái máy và thẻ 16GB nằm trong đây. Là giá gì cũng được rồi, thấy không? Được lắm rồi đó. Như hôm qua nghe nói 125.000 phải không anh? À, thì bây giờ cái máy này nhà Đức đang đặt 30.000 cái 19 tháng 9 để chúng ta tặng á. Diệu Quang Âm. Nhưng Đức nghĩ 19 tháng 9 đợt này chắc khoảng 30.000 người đi á. À, vẫn đâu. Nên chuyến này nhà Đức đặt 30.000 cái máy này để mình tặng. 30.000 chiếc cái máy này vì tính ra cũng nhiều tiền không vẫn đâu. Đúng không? Nên từ nơi đó mà khắp nơi mình thích làm pháp thí thì chung tay. Tại vì mình làm việc tốt mới bị tặng thiệt mà. Tặng mà. Rồi 19 tháng 2 là chúng ta sẽ tặng đèn bông sen. Kệ, ai đặt thì đặt, nhưng mà mình phải tặng là tặng à. Nó mà cái đèn bông sen sau này làm đang đặt 10.000 cái bên công ty mới này người ta làm. Là đèn bông sen có bài pháp giảng cho củ quyền thất tổ. Rồi những cái năng lượng mà niệm Phật thì có một bài pháp cho những loài động vật nghe luôn. Chúng sanh được lợi ích. Đó. Còn mỗi một cái máy niệm Phật chúng ta sau này toàn trong đó có 3 bài pháp ngắn rất hay. Rất hay luôn quý vị à, nghe đi, thấy rất là hay, nhắc nhở đủ hết trơn. Ông bà cha mẹ già nghe cũng ngon, để ngay lỗ tai nghe đúng không? Nên chiếc máy nghe pháp này bây giờ bắt đầu là cho công ty người ta làm rồi đó. Từ bây giờ làm mới kịp. Nha. Như Đức nói với anh rằng cái quan trọng là chất lượng. Tại vì sao? Anh người Việt mình mà nói tiếng Trung, anh Như Đức nói là chất lượng. Tại vì khi mình tặng cho các cụ hay các cụ đặt là các cụ đi xa, cụ đi về nhà, không có nói cái chuyện mà đi đổi lại. Nên tội nghiệp các cụ. Ta tặng một cái máy thì mong cho người ta cái máy nó được. Nên cái chất lượng là cái quan trọng. Nói với họ chất lượng mình sẽ làm lâu dài. Cái gì cũng vậy, chất lượng là lâu dài. Với một nữa, chùa mình người ta nghe những Đức giảng nên người ta thích lắm. Những bài giảng như Đức Tiên nó đơn giản vậy đó mà người ta lại niệm Phật. Nó lạ vậy đó. Nó có những người người ta gặp như Đức ta nói, tôi hỏi thiệt thầy, thầy có chơi bùa không? Như Đức nói có. Cái chữ bùa mà những Đức viết nó khác cái chữ bùa người ta viết. Người ta viết chữ bùa, người ta viết một câu nào đó thôi, người ta sẽ dùng toàn tâm toàn ý, người ta viết một phát một là ra cái chữ bùa liền mới linh. Còn cái chữ bùa Nhẫn Đức là phải viết 4 chữ. Nghe không? Hỏi gì? Bùa mà viết 4 chữ dữ à? Viết 4 chữ. Viết chữ Việt luôn. Còn ông viết chữ bùa là đâu có viết cái chữ Việt đâu. Viết cái chữ mình đọc đâu có được, quằn quéo. Nghe không? Mà người viết bùa là toàn tâm toàn ý nghe. Đặt cái bút xuống rẹt 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 linh. Còn đặt vào mà viết một phát mà vọng tưởng là không linh. Quý vị đi hỏi người viết bùa coi đúng không? Người nào mà đạt trình độ mà viết một phát ra một cái chữ, chữ đó là phải viết toàn tâm toàn ý, định tâm hoàn toàn để viết ra lá bùa linh. Nghe không? Còn mình viết chữ bùa mà viết từ chữ A Di Đà Phật, đúng không? Đó.
chỉ có một câu A Di Đà Phật này là thu giết chúng sanh thôi, chứ bùa gì, đúng không? Bùa mình làm cho một hai người nó đồng nghiệp với mình, đồng cảnh, đồng nghiệp, đồng duyên, đồng nợ với mình, rồi mình mới làm cho người ta đi theo mình. Nếu như cái người này không đồng duyên, đồng nghiệp với mình thì mình có làm bùa người ta cũng không dính. Nên tất cả những người mà sợ bỏ bùa là do quý vị có cái nghiệp bùa nên vì mới sợ người ta bỏ bùa. Chứ quý vị không bỏ bùa ai trong nhiều đời nhiều kiếp thì ai bỏ bùa được quý vị, đúng không? Cái lá bùa linh mà bùa mà làm cho người ta mê, đây là một cái tâm trạng xấu. Mà câu vật hiệu là một cái thiện tâm, quý vị niệm Phật thì bùa nào vào người quý vị được, đúng không quý vị? Đó. Nên cái người mà bị dính bùa, dính ngải mà chịu niệm Phật đi, ra liền. Ôi, bùa ngải mà nó nhào vô. Câu Phật hiệu là quang minh phổ chiếu, sao mà nhào vô được? Nhào vô một cái là độ nó gì cực lạc luôn. Thì nó chuyện dẫn chơi, thấy không? Đó, phải tin chỗ này nghe. Nên đừng có bao giờ sợ người ta bỏ bùa, bỏ ngải mình. Cái tâm mình sợ nó dính, sợ là dính, chứ sao? Giống mình sợ ma nên ma nhát. Ai mà sợ ma là ma nhát, chứ sao? Ma bắt coi mặt người ta, nó coi con nào, con nhỏ nào nhát nhát thì nó lỡ nó chọc hoài. Nó thì nó coi có đứa nào nhát thì ma nó mới nhát. Còn mình ghen sao ma dám nhát? Tôi nè, ma nào dám nhát? Thấy không? Trời ơi, tôi mà gặp mà lỡ gần hỏi muốn cái gì? Niệm Phật thì mai xuống nghe Pháp. Niệm Phật uống gì đây? Dạ cung đi thực thì chưa mai cung. Dạ đi chỗ khác chơi, tôi đi ngủ cái coi. Gọi đi mắc dép luôn. Làm gì được nhau? Làm gì được nhau? Nước sông phạm nước giếng, đúng không? Mình làm cái việc cho người ta mà, ai mà đi lỡ kiếm chuyện mình? Muốn kiếm chuyện cũng khó lắm á, không có giỡn đâu nghe quý vị. Nghe không? Nên quý vị tu hành cái tâm quý vị nó phải mạnh. Thì không có ai á mà tự nhiên người ta xâm nhập vào cái tâm quý vị đâu. Hôm qua gặp cái bà kia, bà nói: dạ thưa thầy, con hỏi thầy, con niệm Phật mà con gì niệm như vậy, đúng hay sai vậy thầy? Những đức nói: tôi vừa nghe bà nói là tôi biết sai rồi. Niệm Phật mà nói chuyện gì đâu, cái tiếng kỳ cục cũng chết luôn. Mà nói đi, nó đúng hay sai là nói sao? Bà nói: con niệm Phật mà con nghe trong tâm con nó cứu con. Con chó ở nhà là ông cố nội con. Con mèo là bà ngoại con. Con nghe trong tâm nó kêu sai khiến con làm này làm kia. Con xin hỏi thầy, con niệm Phật gì đúng hay sai? Nó sai bét. Sai rồi còn cái gì nữa? Bà niệm Phật là bà phải biết được bà đang niệm Phật. Cái tâm của bà làm cái gì là do tự bà làm. Bà suy nghĩ bà làm thiện hay ác là bà phải biết. Nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hay nói rằng: người tu hành mà không biết bản tâm thì học đạo vô ích. Bà là không biết bản tâm bà đó. Nên có người học đạo thiện thì biết thiện, ác là biết ác. Mình làm việc đó là chính bản thân mình phát tâm mình làm, chứ không ai ép mình chứ nha. Tôi thích là tôi làm, không thích thì nghỉ. Tôi biết tôi là như vậy đây. Đúng rồi, hiểu không quý vị? Này học đạo mà niệm Phật mà cái tâm nó sai khiến. Những đứa hỏi cái tâm bà ở đâu? Dạ con cũng không biết nữa. Thì thôi bà bó tay luôn rồi. Ai mà cứu được bà? Phật con không cứu được bà nữa. Tại vì sao? Vì bà không biết cái tâm bà. Bây giờ bà bị cái tâm bà mà nó dẫn dắt bà. Người ta chiếm hữu cái tâm bà luôn. Người ta dẫn dắt bà, người ta sai khiến bà luôn rồi. Bà thua rồi. Nên mình niệm Phật ngay vị, ác cũng chưa đáng sợ. Vì mình biết mình làm ác. Thiện thì mình biết mình làm thiện. Thì từ nơi cái làm ác mình quay lại mình làm thiện. Thiện với ác cũng như cái lặt bàn tay với ló gì. Ác, thiện, ác, thiện, ác, thiện. Cứ vậy thôi, đúng không? Nay làm ác, mai làm thiện. Thì mình thấy thiện tốt rồi mình cứ làm thiện đi. Vậy là được rồi. Nên mỗi một con người tu hành, quý vị phải bình tĩnh. Để cái tâm của mình nó đặc biệt. Dù là mình tu hành mình biết là có hương linh để mình độ người ta, mình giúp người ta. Nói cái tiếng độ người ta chứ thật sự là mình tu để cho người ta tu theo. Chứ mình đừng có chạy theo hương linh. Cái người mà tu mà chạy theo hương linh hoài, cái người này tu sau này có chuyện đó. Cái tâm của mình tu nó phải đặt vào Phật, chứ không phải đặt vào hương linh. Quý vị thấy hồi xưa trên mạng có cái bà đó, bà cũng nổi tiếng, bà bên Mỹ á. Nổi tiếng mà dẫn dắt một số người nghe Pháp niệm Phật đồ quá trời.
Bà niệm Phật một thời gian, cuối cùng bà chuyển qua tùm lum tùm la. Rồi bà nói là bà đi xuống dưới địa ngục, rồi được Địa Tạng Bồ Tát, rồi dẫn bà đi rồi. Chuyện này nói bậy, nói sai. Dù mình có được gì chăng nữa, mình cũng không dám đụng vô, mình không có nói gì. Ai mà đi nói mấy cái chuyện đó? Ai mà đi nói cái chuyện bậy bạ đó? Không có nói được. Cái chuyện đó là cái chuyện ngoài cái cảnh giới phàm phu mình. Dù mình có Phật Bồ Tát thì hiện mình cũng vẫn là cái cảnh giới phàm phu của cõi này. Mình không có nói mấy chuyện đó được. Mình chỉ nói về nhân quả Phật Pháp, mình phiên người ta tu hành thôi. Chứ mình không có nói cái chuyện mơ hồ đó. Dù mình tu đến đỉnh cao gì đi chăng nữa, mình vẫn là phải là người bình thường ở cõi đời này. Thì mình dẫn dắt người ta tu đạo, người ta không có nói mình làm người ta mê tín dị đoan. Còn mình nói vậy là mình nói cái chuyện mà mê hoặc chúng, sai. Vì vậy mà học đạo bị nghe những con người, gặp những con người đó chánh liền. Chánh người đó. Thấy không? Biết rằng cảnh giới hương linh là người ta khổ, nhưng mình đang khuyên nè, người tu hành để hồi hướng cho người ta nè. Rồi mình nói gì để cho hương linh ta tu theo nè. Rồi để xóa bớt đi cái tâm hận thù, báo thù nè. Đúng rồi, Phật Pháp là khuyên thôi. Người ta buông kệ người ta. Cái chuyện đó mình không có đụng vô. Còn nếu mình tu học mà mình đi đến đâu mà mình nghe nào là hương linh nhập xác, nhập ra, nhập vào, nhập vô, nhập ra, rồi bắt đầu là quy y, nhập hương linh, nhập ra, nhập vô, không có đúng. Vì coi cái đạo tràng ta đông gì có ai nhập không? Ai dám nhập? Ai nhập tôi cho mấy chú đem ra ngoài cổng chùa để ngoài luôn. Không quy y, không có nói dòng do, chứ tôi chỉ nói người bình thường. Còn hương linh đi ra ngoài trước chứ. Còn vô đây là phải ngồi nghe Pháp, không được nhập ai chứ á. Ta không chấp nhận sao dám. Chùa có bao giờ có chuyện này xảy ra không? Không. Tôi không có làm cái chuyện này. Có lần mà đi bên kia về, đây ngồi 4-5 người nó, ở ngoài trước đó, nó nhập xác nhờ thầy quy y giùm. Con thấy thầy vừa ra xe bên kia là cũng biết thầy đang trên đường về đấy. Nó thôi mệt quá, ông nội, đi ra chỗ khác chơi, tôi không có dính mấy chỗ này. Đi về, đi ra chỗ khác, tôi không dính chỗ này. Dạ thầy cứu giùm. Không, tôi không cứu được ai chân á. Chừng nào bình tĩnh lại đây. Còn nói cái chuyện hương linh nhập, tôi không dính vô, không đụng ai luôn. Tôi không làm được, tôi cảnh giới của phàm phu. Tờ giấy che nghe con mắt tôi còn không thấy bên kia mà. Chứ đừng nói chi mà tôi nói hương linh. Tôi có biết ông là hương linh hay là hương gì. Tôi đâu có biết, tôi không có đụng cái chuyện này. Đi về. Rồi ra xe đi, cái dù mất tiêu. Tới bây giờ không thấy tin tức. Gặp mà mình làm một lần đi là nó báo với nhau. Cuối cùng nó lỡ nó tìm mình hoài, lâu ngày mà thành mê tín dị đoan. Ngày xưa có một vị thấy bị thấy chưa, hương linh nhập, hương linh nhập, giết nó quen cái tật. Cuối cùng nó vớt một cái, nó lặt màn mình luôn. Thôi tôi không chơi với hương linh. Giúp hương linh nhưng mà không chơi với hương linh. Vì chơi với hương linh có cái gì, lôi ai ra làm bằng chứng. Hương linh đâu có làm chứng cho mình đâu chẹt. Mà hương linh làm chứng xã hội ta không có chấp nhận. Con người làm chứng con người thì được, chứ hương linh không có làm chứng được. Nên cái chuyện này tôi không có dám phế. Tôi không có dám phế mà tôi không dám đụng. Tôi chỉ là niệm Phật thôi à. Phiên mấy bà già niệm Phật vậy đó. Phật tử ai thích thì về nghe tôi nói chuyện, cười chơi một chút. Đúng không? Vậy là được rồi à. Thôi ai có cảnh giới cao siêu thì ta làm chuyện đó của người ta đi. Nhưng mà rớt đó, rớt đó. Nó đi tu mà thí dụ như bây giờ quý vị đi dòng do tâm quắc, quý vị cứ hướng đến hương linh hoài, đi hoài, đi cầu siêu hương linh không, rồi sau này cận tử nghiệp thì sẽ thấy quý vị không cầu siêu được cho họ mà nó quay ngược lại quý vị. Tại vì không cầu siêu được, cái cảnh giới của mình còn nhiều cái nắm bắt, sao mình siêu. Mình muốn cầu siêu được cho người ta là mình phải siêu. Mình chưa siêu được mà mình lao thì cái chỗ đó đâu có được. Đâu phải là mình nói cái chuyện mình tụng 2-3 bài kinh rồi mình siêu cho người ta, không phải. Mà là cái thuyết pháp nó thông tâm. Thông tâm rồi mở cái tâm buông xuống hạng thù. Buông xuống cái hạng thù rồi nương rồi bổ nguyện rồi Phật rước. Chứ mình không có giúp người ta gì chứ. Hiểu không? Những điều nhà Đức chia sẻ này, quý vị yên tâm đi 100% với quý vị. Không có sai đâu. Hiểu không? Quý vị tu là yên lắm. Yên re luôn. Không có chuyện gì xảy ra chứ nha. Nói quý vị, tất cả các cô về đây tu, có một cô nào mà vô chùa mình mà bị hương linh nhập không? Dù mấy cô cũng mang nghiệp phá thai đó, mà hương linh con cũng không dám vô nữa. Không dám. Gặp tu chạy mắt dép, dám gì? Nghe như vậy thôi là biết thầy không đồng ý rồi, sao dám? Hiểu không? Chùa có long thần hộ pháp, thầy ông giảng pháp vậy mà nói mà nhào vô tầm bậy, hộ pháp sắp xếp với vị luôn. Được chưa?
Giả mộng. Yeah. Vậy là yên rồi đúng không? Đó quý vị nhớ nghe, tất cả những gì chúng ta chia sẻ nhớ nắm chắc câu vật hiệu, tính nguyện cho cực kỳ kiên cố, nắm chắc câu vật hiệu đi thành tựu. Bây giờ đọc 12 lời đại nguyện nè, thấy không? Để mỗi một người chúng ta còn sống hay là mắc gì nghe, bây giờ là phải là niệm Phật, thấy không? Niệm Phật để mà phát nguyện cầu sanh cực lạc, cả đời niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc, buông tâm hận thù đi. Bây giờ phát nguyện nè, chắp tay lên đọc 12 lời đại nguyện nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hân nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Không, 12 lời đại nguyện này gần gũi quý vị, rất là hay. À, Chủ nhật tới này chùa mình gạo nay nhiều, những đức phân ra 10 ký 10 ký, bữa đó bị đến để cái lọc chùa nghe. Chủ nhật tới bữa nay kho gạo chắc cũng mấy chục tấn, kệ chia cho những người niệm Phật làm Phật, nên Phật tử khắp nơi nơi mà cúng mà những đức gạo dư ra, những đức chia cho người ta niệm Phật là quý vị cái phước bị lớn dữ lắm, thấy không?
Chứ đừng có nói là con cúng mà sao thầy không để cho mấy bà già ăn, mấy bà ăn không hết. Thì chia cho Phật tử người ta ăn. Cái lọc của chùa, đây là cái lọc chùa thiệt đó nghe. Cái lọc chùa ngon lắm. Hiểu không? Đó, bữa đó rủ bà con chùm sớm tới. Hiểu không? Nó nên là Phật tử trong dịp tháng 7 người ta cúng gạo nhiều nhiều vô. Mình gỡ cho bà con chùm sớm ăn. Trời ơi, phước lớn lắm. Hiểu không? Vì nhớ nè, người ta có phước mà mình đưa cho người ta ăn thì mình càng có phước. Nhớ đó. Nên từ nơi đó mà những đức thấy cái kho gạo này nhiều, nhiều lắm. Mấy chục tấn ăn mà không hết là móc. Nên phải đem đưa ra, nên quý vị cũng tập nghe. Có tiền đừng có cắt. Tiền, tiền mà cắt, coi chừng bị ăn trộm, ăn cắp. Con cái nó nhìn thấy nó sanh tâm. Hiểu không? Tiền là phải lưu thông như nước. Nước mà để trong chai hoài, nước sẽ bị hư. Tiền mà để trong ngân hàng hoài, lãi không có bằng bố thí pháp. Hiểu chưa? Pháp thí thắng mọi thí mà. Giờ người ta đang cơ hội, người ta làm mấy ngang pháp này mà xả. Xả liền, đúng không? Làm tới luôn. Bây giờ mình có cơ hội, mình đang còn sống không? Làm việc thiện, làm phước, làm hết. Thử coi sao. Quý vị mà làm mà nhà không có gạo ăn lỡ đây. Nấu cơm ăn bao la luôn. Bữa nay bắt điện ba pha. Bắt điện ba pha luôn. Đúng không? Rồi mai làm lò đồ hũ luôn. Mỗi điểm chùa làm lò đồ hũ hết rồi đúng không? Đó. Bữa nay bên kia đang bắt là phong nhà ton bên để mai mốt bị du lan đến rực rỡ mùa xuân. Hiểu không? Nhưng mà thường hay xây chùa dữ quá, bây giờ mình cho chúng sanh tu chứ sao? Đúng không? Quý vị mai mốt mà gieo cái duyên gì mai mốt đi về đây. Già cả về đây, đưa quý vị đi về cực lạc hết luôn. Hiểu không? Cơ hội mà. Cơ hội quý vị, cơ hội đến đây gặp nhau trong cuộc đời này nghe. Gặp nhau trong cuộc đời này là quý lắm nghe. Chuyện giỡn, mai mốt mà đi bất tử á. Bắt ngủ đêm đi luôn á, hỏi chào hỏi ai chứ nha. Ừ, đi đâu đây đó. Hiểu không? Nên con người quý vị ơi, có duyên gặp nên trân quý cái duyên này nghe. Không giỡn đâu. Không trân quý cái duyên này nó hết duyên á. Hiểu không? Một con người ta đến nơi nào đó mà cái nơi đó nó thịnh vượng, mình được nhờ là mình phải trân quý cái duyên. Mà trân quý cái duyên là cái gì? Không phải cúng dường tiền nhiều là trân quý cái duyên đâu, mà là mình trân quý cái pháp tu. Con người người ta mới ở nơi đó lâu, mình mới nhờ đó. Ví dụ như giờ mình gặp nhau ở đây nè quý vị, ví dụ gặp nhau bất tử, ví dụ mình có cúng dường thì bắt chợt ở những nhà ăn được, chứ đừng có trên khu tăng mà tự nhiên mà mỗi lần gặp một cái là mấy chú ơi báo cho thầy biết chúng con lên gặp thầy cúng dường. Ủa vì chúng ta không cúng dường, không gặp thì nhau được hả ta? Đúng không? Từ hôm nay mấy cái chuyện đó thôi khỏi gặp luôn đi. Đúng quý vị? Gặp nhau thì mình sẽ gặp nhau, chắc chắn là xuống nhà ăn, ăn cơm là gặp liền, không nói vòng vo chứ. Bất chợt là gặp, bất chợt là gặp, đủ duyên là gặp. Còn dù mình muốn cúng dường thì mình bỏ thùng tam bảo, thùng phóng sanh đâu đó. Còn ngoài ra, thí dụ như mình đừng có gặp nhau nữa. Chú báo cho thầy biết là chúng con gặp thầy để cúng dường. Ủa? Vậy là không cúng dường, không gặp được nhau hả ta? Sao ngộ vậy ta? Sao giết thì nó bể xô. Giết là thấy kỳ rồi đó. Lạ rồi đó. Nên là thôi thôi, mai mốt cái câu này thôi nghỉ gặp luôn đi. Nếu mà gặp mà nói câu đó thôi đừng gặp nữa. Gặp nhau người ta mà nói chuyện Phật pháp đồ vài câu, hoặc là chào hỏi nhau một tiếng còn có tình cảm hơn. Còn cúng dường thì cúng đâu cũng được. Chùa thùng bao la đó bỏ vô đi. Gặp nhau chi mà chuyện cúng dường. Nhiều người ta nghèo, người ta không có tiền, không gặp được những đức hả? Vậy thì mình lập ra cho ông thầy một cái điều tai tiếng. Đã từ đó tới giờ nó đã không có vụ tai tiếng này, và bây giờ nó còn lôi gan diễn chí.
Còn ở chùa thì thế nào những đứa cũng lạng lạng xung quanh chùa, vì thấy có khi những đứa còn chạy xe đạp vòng vòng nhưng đầm già vậy đó, sao không gặp đi, đúng không? Nó ngồi suy nghĩ lại sao gặp nhau mà nói câu sao vô tình quá, không hay chút nào, thấy không? Từ hôm nay kinh nghiệm lại nghe, đừng nói câu đó nữa nghe. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Những người mang nghiệp phá thai hay của quyền thất tổ, ông bà mình đi theo mình á, đi chùa cũng được hưởng tài thọ thực ở đây nghe. Hương linh người ta mừng lắm khi mình cũng đi thực cho người ta. Nên cái công đức mà mình đi về chùa mà đông gì, mà cái ngôi chùa niệm Phật gì, công đức lớn dữ lắm. Nên mỗi một người chúng ta về đây mình được niệm Phật nghe Pháp, nó thông cái tâm mình. Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai, chúng ta nương vào cái đạo tràng này mình tu để mình hồi hướng cầu siêu cho người ta. Nhất là trong cái dịp tháng 7 này, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật chùa mình cộng tu đó, quý vị tổ chức đoàn đi đến đây để mình thu trong cái tháng 7 này, để mình cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ của mình chết mà chưa siêu thoát, đang đọa lạc khổ đau, mình giúp cho họ, nguyện cho họ được siêu thoát. Thì dù mình có tâm đó thì chắc chắn là mình có phước rất là lớn, quý vị. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ xây chùa, chúng ta mới có chỗ về đây mình tu. Nên hồi hướng cầu an cho Hòa Thượng, cầu nguyện cho Hòa Thượng có sức khỏe. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi, và hiện tại Phật tử ở đây, và tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, đều phát Bồ Đề tâm nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức, chết vì bị xe đụng hay là tự tử, hay những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, đều được thừa hưởng những công đức này mà thần thức quý vị được sáng suốt tỉnh táo, và tất cả quán thân trái chủ đi theo đòi nợ, quý vị nên nghe lời Phật dạy, quan gia nên giải, không nên kết. Và chúng ta nên nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc, về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sự Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chúng ngà kim tí nhờ cung tự thực biến thập phương nhẫn tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết ngà đặng dự từ giai cộng thành Phật đạo, như đang ngộ tình chung ngã kim tí nhờ cung thử thực biến thập phương nhất tiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết ngã đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đang cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung thử thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng.
Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hi Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hi Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, công đức phóng sanh thù thắng lắm quý vị. À, mỗi lần mà mình phóng sanh cái là con người nó vui vẻ, nó khỏe. Tại vì sao? Vì mình thả người ta ra. Giống như mình mà ở tù mà ai mà thả mình cảm ơn người ta dữ lắm đúng không? Giống như mấy con chim, con cá nó bị bắt đi, mình thả nó mừng, nó cảm ơn mình. Mình còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho nó, nhớ. Phật nói là tứ sanh phụ mẫu mà. Nên mỗi người chúng ta nghe đạo với từ từ tập ăn chay trường đi. Có nhiều người nói ăn chay thiếu chất dinh dưỡng, không thiếu đâu. Những đứa thấy những đứa ăn chay bây giờ, những đứa còn mập mà ngày xưa, những đứa ngoài đời, những đứa đi nhậu. Nên ngày xưa ngoài đời có 62 kg, mà giờ vô chùa ăn chay được 75 kg. Làm gì thiếu chất dinh dưỡng, đúng không? Nó còn vui hơn ngày xưa nhiều, thấy không? Các vị nhớ nè cái câu này nè. Đi tu mà không được lợi ích, lại bị biết đi tu mà sao mà không lợi ích không? Là đi vòng vòng không lợi ích. À, đi mà kiểu mà đi hoài, đi tranh thủ. Giống như ngày đi 10 ngôi chùa, chạy vô chùa xá Phật mà muốn rụng tóc. Hiểu xá Phật rụng tóc không? Xá lia xá lịa, còn cái bà trưởng đoàn nói đi ra liền, còn 8 ngôi nữa kìa. Đi chùa cái đó để đi 100 năm cũng không có kết quả. Phật thì ở nơi nào chọn mục tiêu để nghe, để học, để tu, để sửa mình thì cảm ứng, thì tu như vậy thì được lợi ích. Còn đi mà chạy vòng vòng tam quốc, vòng do tam quốc thì bị đi 100 năm quý vị cũng không có kết quả. Khi quý vị gặp nạn, gặp sự cố trong cuộc đời thì quý vị không có giải quyết được vấn đề đâu. Nên quý vị biết người ta đi đến đây, người ta nghe Pháp, người ta mới biết cái Pháp tu. Phật dạy mình là cái Pháp tu, dạy mình cái tâm giải thoát, vậy mình làm con hiếu với cha mẹ, làm vợ chồng chung thủy với nhau, anh em đừng giành giật của cải với nhau. Phật dạy vì mình nghe, vì mình áp dụng thì mình đi tu đó lợi ích. Còn nếu mình đi vòng vòng vòng, mình xá Phật, mình cúng Phật nải chuối cầu tùm lum, không có chuyện đó đâu bạn. Bạn đi 100 năm cũng không có kết quả nữa. Nên những đức khuyên quý vị đi chùa mà đi vòng vòng, dừng lại đi, kiếm cái ngôi chùa nào thiết pháp lợi mà đi, nhắm mục tiêu mà đi, vậy nó có kết quả. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đi một chùa còn hơn đi 10 chùa, khỏe mà lại có kết quả nữa, thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà những đức nhắc quý vị chọn mục tiêu mà đi, vậy thì lợi ích lớn lắm. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim này quý vị. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh.
à, chúng ta đồng niệm Phật Quan Hỷ vui vẻ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.